Kim Cương và Thu Quế rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng các bạn thính giả của Đài Phát thanh Vĩnh Long trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc. Phần đầu của chương trình sẽ là tiết mục Chuyển động cùng âm nhạc. Các bạn sẽ được giao lưu cùng với ca sĩ Hà Vân với dự án âm nhạc mới phát hành mang tên là Tiếng hát Hà Vân 2. Còn ở tiết mục Diễn đàn âm nhạc tuần này thì chúng ta sẽ được giao lưu cùng với nhạc sĩ Vũ Minh Đức cùng dự án âm nhạc mang tên Mẹ là cánh cò yêu thương. Và đặc biệt là ca sĩ Hà Vân cũng tham gia vào dự án âm nhạc này. Vậy thì chúng ta sẽ kết nối cùng lúc với nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân. Và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, thì trong tiết mục Chuyển động cùng âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ được giao lưu trực tiếp cùng với nữ ca sĩ Hà Vân để nghe chị chia sẻ về album của mình Tiếng hát Hà Vân 2 vừa được phát hành. Thu Quế và Kim Cương xin được chào ca sĩ Hà Vân ạ. Cảm ơn ca sĩ Hà Vân đã nhận lời tham gia chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Và nhân buổi giao lưu hôm nay thì Hà Vân có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này như thế nào không ạ? Vâng, Hà Vân xin được chào chị Thu Huế, cũng như là chào chị Kim Cương cùng quý vị thính giả của chương trình Nhịp cầu âm nhạc Đài Phát thanh Vĩnh Long. Thì hôm nay Hà Vân rất là vui khi lại được quay trở lại cùng với chương trình, một chương trình mà Hà Vân vô cùng là yêu mến và được chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm cũng như là đặc biệt là cái dự án album Tiếng hát Hà Vân 2 mà Hà Vân vừa mới phát hành. Đặc biệt hơn một chút xíu là với định dạng CD và có cả băng cassette nữa ạ. Vâng, chị Hà Vân thân mến, vừa qua thì chị vừa gửi đến người hâm mộ album là Tiếng hát Hà Vân 2 với một cái định dạng mà chị chia sẻ là nó có định dạng băng cassette nữa. Đây có thể coi đây là một hình thức khá mới mà rất ít ca sĩ hiện nay làm được như vậy. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho các bạn thính giả được biết là chị lấy cái ý tưởng đó đến từ đâu, ý tưởng mà định dạng cassette này đến từ đâu không ạ? CD thì hầu như ai cũng có, nhưng mà băng cassette thì chỉ những ai mà hoài cổ và yêu thích những thanh âm xưa thì mới có thôi. Tiếng hát Hà Vân 2 cũng với 11 ca khúc thì bên cạnh CD thì Hà Vân cũng thực hiện luôn một cuốn băng cassette, vừa làm bản thân mình thì cũng cái băng chính những cái tiếng cái thanh âm từ băng cassette đã nuôi dưỡng cái nguồn niềm đam mê âm nhạc cho mình từ bé, mình nghe đem ra là mình yêu mến. Rồi mình thích ca hát và đặc biệt là dòng nhạc này qua những cái thanh âm từ băng cassette để Hà Vân thực hiện. Thứ hai nữa là Hà Vân để có một cái file âm thanh chất lượng cao nhất, thay vì mọi người tự đánh ra sao chép ra album cassette để nghe bằng cái file nó chưa có được chất lượng, thì mình sẽ có một cái định dạng thật là chất lượng nhất để gửi đến những người mà yêu mến như thanh âm từ băng cassette ạ. Quá trình thực hiện album này thì Hà Vân đã mất bao nhiêu thời gian? Và trong quá trình thực hiện thì Hà Vân đã gặp được những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Có thể chia sẻ cho các bạn thính giả Đài Phát thanh Vĩnh Long biết được không ạ? Với album Tiếng hát Hà Vân 2 này thì Hà Vân mất khoảng 2 năm để thực hiện album này. Những thuận lợi là khó khăn là album này nó đặc biệt là Hà Vân hòa âm theo cái cách xưa. Và khi thu thì Hà Vân cũng thu live cùng với ban nhạc. Làm sao cho khi mà mình hát cùng với ban nhạc để mình có thể hòa quyện với ban nhạc nhất và cảm giác như mình đang trình diễn trên sân khấu với một cái cảm xúc là thực nhất. Mình thu đi thu lại làm sao mình lấy được một cái lần mà hoàn chỉnh nhất và mình hạn chế nhất cái việc mà chỉnh sửa để có được album đầy đủ, thì thành ra là mất thời gian nó hơi lâu ạ. Qua những chia sẻ của chị thì Kim Cương nhận thấy là chị rất là đầu tư và dành nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần của mình. Chị Hà Vân có thể chia sẻ là chị có cảm nhận là mình đã khá mạo hiểm khi thực hiện album mà với định dạng là băng cassette hay không ạ? Và ngoài là định dạng băng cassette rồi ngoài định dạng CD ra thì chị còn có một định dạng nào khác để các bạn khán thính giả gần xa có thể thưởng thức được album của mình một cách thuận tiện nhất? Lượng đầu tiên khi mà ra mắt thì Hà Vân ra mắt 2.000 CD. Bên cạnh đó thì Hà Vân chỉ ra mắt khoảng là 100 cuốn băng cassette đầu tiên. Là để ra mắt, nhưng mà khi mà vừa ra mắt thì đã được các anh cũng như là các chú mà thích nghe băng cassette là đã đặt hết rồi, vì hiện tại Hà Vân cũng đang phải sao chép cũng rất là thường xuyên để đáp ứng lại cái nhu cầu đó. 10 ngày nữa thì Hà Vân cũng sẽ up lên các trang nhạc nhạc.vn, nhạc của tôi,
vân vân. Thì cả trên trang YouTube kênh Nam Việt nữa, thì lúc đó thì mọi người khán giả ở xa nếu mà không có thể nghe bằng trực tiếp bằng CD hoặc băng cassette thì cũng có thể nghe qua online ạ. Nếu mà các bạn thính giả muốn sở hữu album này thì không biết là sẽ liên lạc như thế nào hả ca sĩ Hà Vân ạ? Hà Vân hiện tại thì đã phát hành album này với hình thức CD thì ở trên toàn quốc, tại các tiệm đĩa lớn hoặc là nhà sách thì đều đã có. Bên cạnh đó thì là có thể là điện thoại trực tiếp 0914104725 là sẽ được gặp anh Thiện và sẽ ship tận tay CD đến quý vị khán giả nếu mà mình ngại đến tiệm CD hoặc là nhà sách để mua CD của Hà Vân ạ. Dân, có rất là nhiều cách để chúng ta có thể sở hữu được CD album này của ca sĩ Hà Vân. Và rất hy vọng là dù các bạn thính giả ở xa thì cũng có thể liên hệ qua số điện thoại mà ca sĩ Hà Vân đã cung cấp để chúng ta có thể sở hữu và được thưởng thức một cách trọn vẹn album của chị Hà Vân. Chị Hà Vân có thể cho Kim Cương cũng như là các bạn thính giả được biết là trong album Tiếng Hát Hà Vân 2 lần này thì bao gồm những ca khúc nào và thể loại âm nhạc chính của album lần này là thể loại nào không ạ? Hầu như là đều là những ca khúc trữ tình với giai điệu bolero, cũng như thay đổi một chút với cha-cha cũng như là tango. Cha-cha như là ca khúc Nắng Chiều sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, tango như là Nỗi Buồn Gác Trọ, và rất là nhiều những ca khúc bolero như là Vùng Lá Me Bay, Hoa Nở Về Đêm, Sương Lạnh Chiều Đông, Qua Cơn Mê, Xóm Đêm, vân vân. Dạ, Hai Vì Sao Lạc nữa, thì Biển Tình nữa nè. Thành Hà Vân nói hồi nó nhớ ra cái clip cả bài hát là như vậy, thì hầu như là đều là những ca khúc rất là quen thuộc thôi ạ. Và trong những ngày đầu phát hành thì ca sĩ Hà Vân nhận thấy sự ủng hộ của các bạn khán thính giả như thế nào về album lần này ạ? Và khi mà vừa phát hành Tiếng Hát Hà Vân 2 thì cũng là cái sự trông đợi của những ai đã yêu mến Tiếng Hát Hà Vân 1. Thì Hà Vân vừa phát hành thì rất vui, ghi lại băng cassette thì mình một cái số lượng mà mình vừa in sao chép ra thì đã bán hết. Và bên cạnh đó thì Hà Vân in 2.000 nhưng mà đã bán và phân phối và mình bán gần hết được 1.000 rồi trong cái thời gian chỉ mấy ngày thôi. Thì cái đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với Hà Vân khi mà album mình vừa phát hành nhận được nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả gần xa như vậy ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ca sĩ Hà Vân, và chắc chắn là các bạn khán thính giả gần xa của chương trình đã hiểu rõ thêm về album Tiếng Hát Hà Vân 2 và chắc chắn là đang rất mong đợi để có thể sở hữu được một album hoặc là một băng cassette rồi được lắng nghe thường xuyên những bài hát trong Tiếng Hát Hà Vân 2 khi mà chị up lên trang mạng để các bạn khán thính giả gần xa có thể theo dõi. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nắng Chiều, một sáng tác của Trọng Nguyễn qua sự trình bày của ca sĩ Hà Vân. Lạnh lùng mến đưa trong nắng lửa thương, khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhưng sao là nhớ đến người ngày thơ. Gầy gầy dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh, anh nhớ bước em khi nắng vương thêm má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa giọng hát câu hò
yêu kề hoa tim biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới trên lá ngàn buồn buồn nhìn anh em nói mến anh mây lửa tuôn trôi khi nắng vương đôi nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì trong phần thứ hai của chương trình thì chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng với nhạc sĩ Vũ Minh Đức với dự án Mẹ là cánh cò quê hương. Và một điều đặc biệt là nữ ca sĩ Hà Vân cũng tham gia vào dự án này. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai vị khách mời để nghe họ chia sẻ về dự án âm nhạc giàu giá trị nhân dân này các bạn nhé. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chào và rất cảm ơn nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã nhận lời mời tham gia chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Đài Phát thanh Vĩnh Long ạ. Nhạc sĩ Vũ Minh Đức thân mến, anh có thể chia sẻ cảm xúc lúc này của mình như thế nào khi được giao lưu trực tiếp cùng chương trình không ạ? Minh Đức rất là vui. Minh Đức rất là vui khi có dịp mà trò chuyện với thính giả Vĩnh Long riêng và thính giả cả nước qua sóng phát thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Xin gửi đến các bạn phụ trách chương trình và quý vị lời chúc yêu thương nhất cho một ngày mới. Vâng ạ. Một lần nữa thì rất là cảm ơn nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã dành thời gian đến với chương trình. Và trước khi mà chúng ta chia sẻ về dự án Mẹ là cánh cò quê hương, thì nhờ anh Minh Đức có thể chia sẻ cho các bạn thính giả biết là con đường anh đến với sáng tác âm nhạc thì như thế nào? Và trong những sáng tác của mình thì nhạc sĩ Vũ Minh Đức thường sáng tác chủ yếu là tập trung về đề tài nào nhiều nhất ạ? Từ nhỏ thì Minh Đức đã tham gia vào đội văn nghệ nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai, tham gia các hội diễn Hoa Phượng Đỏ nè, rồi cùng đội văn nghệ đi biểu diễn ở khắp nơi. Âm nhạc đã ngấm vào máu của mình từ những ngày còn bé như thế, và sau này lớn lên thì vẫn hát cho vui, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sáng tác hết. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, ra trường rồi, thì tình cờ có một lần đi công tác xa ở miền Trung khá dài ngày. Có một buổi chiều đi xe đi công tác thì nghêu ngao hát rồi tự ký âm lại. Đó là bài hát đầu tiên đã ra đời có tựa đề là Cỏ Xưa, mà sau này đã được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Quang Dũng. Những sáng tác của Minh Đức thường thì viết về đề tài tình yêu là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bài hát về cha mẹ, về đề tài quê hương. Và trong số khoảng 20 ca khúc của Minh Đức sáng tác thì có khoảng 30 ca khúc Minh Đức viết riêng cho các bé thiếu nhi. Dân. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Anh có thể chia sẻ thêm là bản thân thì rất là đam mê âm nhạc ngay từ nhỏ rồi, nhưng mà gia đình của anh thì có truyền thống nghệ thuật hay không, hay là bản thân mình là người tiên phong trong lĩnh vực này ạ? Thật ra thì trong nhà của Minh Đức thì tất cả các anh chị em Minh Đức ai cũng hát hay và biết chơi nhạc cụ, đặc biệt là mẹ hát rất là hay. Nhưng mà cả bảy chị em ở trong nhà đều đi theo những cái con đường riêng, không có ai đi theo con đường nghệ thuật hết. Mọi người chỉ hát đàn, hát cho vui với chất văn nghệ thôi. Thì riêng Minh Đức thì cái việc sáng tác như là một cái nghề, một cái nghiệp, một cái duyên của mình trong cuộc sống của mình. Thưa nhạc sĩ Vũ Minh Đức, thì để sáng tác một ca khúc hay theo cảm, theo anh thì cảm xúc trong âm nhạc đóng vai trò trong quá trình sáng tác của anh ra sao ạ? Minh Đức cho rằng cảm xúc trong việc sáng tác riêng về cá nhân của Minh Đức nhé, thì nó chiếm đến 80% việc ra đời một cái ca khúc hay. Một cái cảm xúc thật, cảm xúc đạt tới đỉnh thì sẽ cho ra một cái câu chuyện hay, giai điệu hay và ca từ đẹp. Còn 20% còn lại là cái công tổ chức hòa thanh nhạc, cái việc đặt để các hợp âm một cách hợp lý, một cách sáng tạo, một cách độc đáo, và cái ngôn ngữ, cái lời bài hát mà mình sáng tác nó phải xúc tích và dòng hình ảnh.
Vâng, bây giờ thì chắc chắn là các bạn khán thính giả gần xa đã hiểu phần nào về con đường mà nhạc sĩ Vũ Minh Đức đến với những sáng tác âm nhạc, cũng như là chia sẻ riêng của anh về cảm xúc âm nhạc để sáng tác một ca khúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Mẹ là cánh cò quê hương. Thưa nhạc sĩ Vũ Minh Đức, anh có thể chia sẻ là cơ duyên và nguồn cơn từ đâu mà mình đã ấp ủ và cho ra đời dự án Mẹ là cánh cò yêu thương? Và khi mà sáng tác những ca khúc trong dự án này thì cảm xúc của anh lúc đó như thế nào ạ? Thật ra thì anh với Mẹ là cánh cò yêu thương là một trong những cái điều mà Minh Đức ấp ủ đã từ lâu rồi. Riêng năm nay thì nhân dịp ngày của mẹ là ngày 14 tháng 5 thì Minh Đức thực hiện album này để mang những ca khúc về mẹ, về bà đến mọi người như là một món quà của những người con dành tặng mẹ. Theo cái cảm nhận riêng của Minh Đức thì những ca khúc như là Lòng Mẹ, Mẹ Tôi là những ca khúc rất là hay khi mà đã quen rồi và chúng ta đã nghe nhiều lần. Thì với album này thì Minh Đức muốn chúng ta có hình đẹp về mẹ qua những cái ca khúc mới hơn. Dân xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Chắc chắn là đây là một dự án âm nhạc mà anh tâm huyết cũng như là dành nhiều cái sự đầu tư, dành nhiều tâm tư của mình. Và chắc chắn là với một cái sự đầu tư ngay từ đầu đến với sáng tác những ca khúc thì những ca sĩ tham gia dự án của mình cũng góp một phần quan trọng để tạo nên sự thành công của dự án. Và được biết là nữ ca sĩ Hà Vân cũng đã tham gia vào dự án âm nhạc này của mình. Bây giờ sẽ là một ít phút trò chuyện với ca sĩ Hà Vân. Chị Hà Vân thân mến, chị có thể chia sẻ là chị biết đến những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức trong hoàn cảnh nào và động lực nào đã giúp chị tham gia dự án âm nhạc này? Hà Vân với Hà Vân thì anh Minh Đức là một người anh cũng rất là thân thương mà Hà Vân đã gặp khi mà mới bước chân vào Sài Gòn bắt đầu cái con đường ca hát. Khi mà anh mời Hà Vân thu âm một ca khúc về mẹ, hai ca khúc về mẹ, đó là À Ơi Mẹ Ru và Quê Hương Lời Mẹ Ru, là hai sáng tác mới của anh. Vốn là Hà Vân rất là yêu mẹ của mình. Và khi mà với những cái ca khúc về mẹ, khi anh Minh Đức đưa ca khúc, hai ca khúc mới về mẹ hoặc là những nhạc sĩ có những sáng tác về mẹ thì Hà Vân rất là muốn Hà và hào hứng mà thu ca khúc đó. Vừa là mình rất là thích về từ ca, từ giai điệu của ca khúc, và bên cạnh đó là mình cũng, đó cũng là một món quà ý nghĩa để mình tặng cho mẹ mình nữa. Hà Vân thân mến, khi mà Hà Vân tham gia vào album này thì gồm bao nhiêu ca khúc, và Hà Vân có cảm nhận như thế nào về các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Minh Đức ạ? Trong album này thì Hà Vân thể hiện 4 ca khúc của nhạc sĩ Minh Đức. Với Hà Vân thì rất là yêu mến những sáng tác của anh Minh Đức, những ca khúc về mẹ. Khi mà Hà Vân hát thì Hà Vân thấy rằng là giai điệu rất là nhẹ nhàng, nó sâu lắng, nó rất là nhiều cảm xúc, ca từ thì rất là đẹp, rất là hay và ý nghĩa và cũng rất là gần gũi nữa. Và đặc biệt là ca khúc Mẹ là cánh cò yêu thương rất hay, mà cứ đêm về là mở nghe và rất là nhớ mẹ. Bởi vì Hà Vân cũng xa mẹ chứ không có ở gần mẹ. Dương, có thể nói là với những cái cảm xúc của mình thì khi thể hiện những ca khúc do nhạc sĩ Vũ Minh Đức sáng tác thì chắc chắn là nó sẽ truyền tải rất là nhiều tâm tư ở trong đó. Anh Vũ Minh Đức thân mến, được biết dự án âm nhạc lần này của anh mang một giá trị nhân văn rất là sâu sắc khi có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn. Và anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không ạ? Thật ra thì Minh Đức là người sáng lập ra cái quỹ có tên là Chấp Cánh Ước Mơ, là một quỹ có sự chung tay góp sức của nhiều người, bạn bè cùng tâm nguyện, các cô chú, anh chị ở trong và ngoài nước, nhằm giúp cho các trẻ em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những trường hợp mà có những ca mổ tim mà bệnh nhi nghèo quá không có đủ tiền. Nếu cố gắng xây dựng cái quỹ này để hỗ trợ những trường hợp như vậy, thì có nhiều hoạt động để xây dựng quỹ. Cái dự án âm nhạc Mẹ là cánh cò quê hương là một trong những cái hoạt động trong cái chuỗi hoạt động đó, để có thể tạo ra và nuôi cái quỹ này ngày một lớn hơn, và chúng ta có thể giúp được trẻ em nhiều hơn. Và có nhiều trường hợp thì tụi anh đã quyết định đồng hành cùng với các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà rất là giỏi,
trong nhiều năm để các em có điều kiện thành công nhất trong cái đường đi vào đời của mình. Dừng, có thể nói là qua những chia sẻ của anh Vũ Minh Đức thì cảm thấy là âm nhạc cũng góp một phần rất lớn, và khi mà nó gắn với những cái việc rất là nhân đạo như vậy thì sức lan tỏa của nó thì càng nhiều hơn nữa. Một cái câu hỏi nhỏ nhỏ, anh có thể chia sẻ là khi mà đã thực hiện được dự án này rồi thì anh có cảm thấy hài lòng về phần thể hiện của ca sĩ Hà Vân cũng như là ca sĩ Duy Long, Áo Quân của anh sẽ thành sao đối với những ca khúc mà anh sáng tác không ạ? Phải nói là Minh Đức rất là hài lòng với những gì mà ba bạn ca sĩ tham gia trong cái dự án này, là ca sĩ Hà Vân thì mọi người đã quen rồi, ca sĩ Duy Long, Lâm Trung Hậu vừa là Án Quân của chương trình Anh Sẽ Thành Sao, và một bạn nữa là ca sĩ Gia Minh. Thì nhìn chung thì các bạn khá rất là tình cảm, mượt mà, sâu lắng, thể hiện được cái hồn của bài hát và truyền tải được cái tình cảm, cái lòng yêu thương của tất cả người con dành cho mẹ mà Minh Đức muốn gửi đến cho những bậc làm mẹ bà. Riêng về Hà Vân thì chắc cái này mọi người cũng cảm nhận, chứ không phải riêng gì Minh Đức, là bà Hà Vân thì bây giờ có một cái thương hiệu riêng luôn về cái dòng nhạc bolero rồi. Và những bài hát, những tình khúc về mẹ, về quê hương thì giọng Hà Vân quá mượt mà, quá ngọt ngào để thể hiện. Và Minh Đức đánh giá rất là cao cái cách làm việc nghiêm túc của bạn Hà Vân, là khi nhận một bài hát thì bạn nghiên cứu rất là kỹ về nốt nhạc, về cao độ, về cách nhắc chữ như thế nào cho hay. Và thường vào phòng thu thì Hà Vân đã thuộc lời. Và trước khi thu âm với Hà Vân thì nhiều khi mình phải hình dung là cái ca khúc này mình phải thu với những người mà chữ chạc hơn, ví dụ như cô Hương Lan hay những ai mà trải nghiệm rất là tốt rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là thu với Hà Vân, một người trẻ như thế này mà hát rất là tốt, rất là hài lòng với những gì mà mình muốn thể hiện trong cái ca khúc của mình. Dừng, và bây giờ thì sau khi mà lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân về dự án âm nhạc, thì các bạn thính giả của chương trình cũng đã kết nối qua những số điện thoại và rất mong muốn được đặt ra những câu hỏi trực tiếp cho nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân. Bây giờ thì Kim Cương sẽ dành thời gian cho bạn thính giả đầu tiên đã kết nối cùng với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc ngày hôm nay. Alo, xin được chào thính giả ạ. Em xin chào chị Kim Cương cũng như là anh Vũ Minh Đức và chị ca sĩ Hà Vân ạ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình cho nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân được biết đi ạ. Dạ vâng, em tên là Minh Tý, một thính giả và đến từ Cà Mau đó chị Kim Cương. Bạn Minh Tý. Rồi. Dạ. Tham gia chương trình hôm nay thì đầu tiên thì bạn muốn đặt câu hỏi cho ai trước ạ? Dạ em xin dành hai câu hỏi đến cho anh Vũ Minh Đức ạ. Rồi bây giờ sẽ là thời gian để bạn Minh Tý được trò chuyện giao lưu cùng với nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Mời bạn Minh Tý ạ. Dạ. Em xin chào anh Minh Đức. Em cũng biết là anh có một bài hát sáng tác rất là hay về mẹ, đó là bài Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương. Em muốn biết là cái cảm xúc của anh khi mà anh viết ca khúc này thì như thế nào, để anh có thể chia sẻ cho em và khán giả được biết được không ạ? Và câu hỏi. Dạ anh trả lời hỏi giùm đầu tiên cho giùm em trước đi ạ. Rồi anh cảm ơn rất nhiều khi bạn tham gia giao lưu ngày hôm nay. Thật ra thì khi mà cái album Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương được phát hành thì Minh Đức được cái phản hồi của nhiều bạn là yêu thích cái ca khúc chủ đề rất là nhiều, bài hát Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương. Riêng Đức thì khi mà sáng tác ca khúc này thì cái cảm xúc là nhớ mẹ rất là nhiều. Cái thông điệp mà Minh Đức muốn gửi đến mọi người qua cái bài hát này nha, là chúng ta hãy yêu mẹ thật là nhiều, đó là những người yêu thương bạn vô điều kiện. Và nếu ai còn mẹ thì hãy trân trọng những ngày tháng bên mẹ, làm những điều tốt nhất cho mẹ. Bởi vì khi chúng ta vô tư đó, chúng ta nhìn thấy mẹ ngồi ru ầu ơ những câu hát rất là hay đó, nhưng mà đâu có ai biết được. Như là cái một cái lời ở trong bài hát này đã có ghi đó, là bây giờ mắt một mai về trời, vậy nên chúng ta cần yêu thương mẹ nhiều nữa và không bao giờ cái đó thừa cả. Alo, bạn Minh Tý ơi, mình còn giữ máy không ạ? Dạ còn ạ. Rồi đó là câu hỏi đầu tiên của bạn, mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi cho nhạc sĩ Vũ Minh Đức đi ạ. Dạ,
Anh có thể chia sẻ cho em và quý thính giả đang theo dõi chương trình Còn Nghệ Sĩ của Làn Sóng Thanh Vĩnh Long được biết là cái dự án âm nhạc, sáng tác nhạc của anh trong thời gian, trong năm nay và trong thời gian sắp tới như thế nào được không ạ? Cảm ơn bạn. Thật ra thì Minh Đức luôn luôn có những cái kế hoạch để làm cho cái quỹ chấp cánh ước mơ của mình nó lớn mạnh hơn. Trong đó có dự án về âm nhạc thì trong năm 2017 này có lẽ là Minh Đức sẽ có kế hoạch làm hai cái MV về nhạc thiếu nhi. Thì thỉnh thoảng thì mình cũng dành ưu tiên âm nhạc cho các bé thiếu nhi một chút. Vì các bé cũng phân bì dạo này thấy Minh Đức làm nhạc người lớn nhiều quá, không có làm nhạc thiếu nhi sau cái album Bé Giỏi Mẹ Thương cách đây cũng mấy năm rồi. Và sang năm 2018 thì có lẽ là Minh Đức sẽ phát hành cái CD Tình Phúc Minh Đức 4 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, để có thể các bạn cùng nghe những sáng tác của Minh Đức với nhiều giọng hát hơn. Dân, chắc có lẽ là vì một lý do nào đó nên đường truyền tín hiệu đến từ bạn Minh Tý, một thính giả đến từ tỉnh Cà Mau, đã không thể kết nối chương trình, nhưng mà cũng rất là may mắn vì bạn đã kịp thời đặt ra được hai câu hỏi về cho nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Và bây giờ thì chắc chắn là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng hiểu hơn về ca khúc Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương cũng như là những dự án âm nhạc sắp tới mà nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã dành tặng cho các bạn khán thính giả gần xa. Và bây giờ thì chúng ta cũng nhận được tín hiệu từ chương trình là cũng có một bạn thính giả cũng đã kết nối và mong muốn được đặt đến những câu hỏi tiếp theo chương trình. Bây giờ thì Kim Cương sẽ kết nối với bạn thính giả ngay bây giờ nhé. Alo, xin được chào thính giả ạ. Alo, em chào chị Kim Cương và chị Hà Dân và anh Tài Minh Đức nha. Em tên là Quỳnh Giao đến từ Bến Tre đó mấy anh chị. Rồi, chào bạn Quỳnh Giao, một thính giả đến từ Bến Tre. Bây giờ thì bạn muốn đặt câu hỏi cho ca sĩ Hà Vân phải không ạ? Dạ đúng rồi chị. Rồi, bây giờ sẽ là thời gian để Quỳnh Giao được trò chuyện cùng với ca sĩ Hà Vân ha. Chị gái một câu hỏi nha chị gái. Xin chào Quỳnh Giao. Hà Vân đang lắng nghe đây ạ. Rất vui khi được giao lưu cùng với bạn. Chị gái ơi, em thì em biết được chị gái có giọng ca rất là ngọt ngào và rất là tình cảm. Và chị gái đã hát thành công bài hát Quần Lá Mẹ Bay. Rồi em cũng biết được chị gái hát bài hát cũng rất là thành công là bài hát là Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương đó chị. Thì theo như em vậy em rất thích bài hát này. Thì bây giờ chị có thể hát live lại cho các anh chị trong ban biên tập và các quý khán giả và em nghe được một đoạn không ạ chị gái? Một đoạn của bài hát Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương đúng không Quỳnh Giao? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Hà Vân rất là cảm ơn Quỳnh Giao lắng nghe những cái ca khúc của Hà Vân đã từng thể hiện. Và trong album này thì cũng đã yêu mến cái ca khúc để còn hôn Mẹ Là Cánh Cò Yêu Thương. Vậy thì Hà Vân cũng xin được gửi tặng Quỳnh Giao, chị Cương và chị Tu Huế cũng như là quý vị một đoạn trong ca khúc này. Thì lúc thu âm thì ở trong khu nó hơi kín, âm thanh nó tốt. Còn hiện tại thì Hà Vân đang đi công việc, nó hơi ồn ào chút xíu. Nhưng mà thôi Hà Vân cố gắng gửi tặng đến mọi người nghe một đoạn Hà Vân hát nha. Dạ. Nhịp phong đông đưa con xòe bàn tay búp non trên cành hạnh phúc long lanh, nụ cười trẻ thơ lòng mẹ chợt vui, nắng sớm theo mẹ đường xa, nắng khuya dáng mẹ tạo tần niềm vui các con. Mẹ đem một nắng hai sương đưa ra chợ đồi, lặng đường con đi, Hà Vân xin được gửi tặng một đoạn ạ. Dạ thì hôm nay thì em cũng là rất là vui được trò chuyện với chị gái Hà Vân nè. Với anh Minh Đức thì em cũng có lời chúc đến hai anh chị là em chúc anh Minh Đức sẽ ngày càng sẽ sáng tác những nhiều những bài hát ra
nhiều bài hát hay hơn nữa cho quý khán giả được yêu mến, và em chúc cho chị Hà Vân luôn luôn giữ được cái giọng hát ngọt ngào và tình cảm cho quý khán giả đang nghe chương trình của mình yêu mến chị nhiều hơn nữa nha chị gái. Vâng, Hà Vân rất là cảm ơn Quyền Giao và cũng chúc Quyền Giao và cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Vâng, rất là cảm ơn bạn Quỳnh Giao, một thính giả đến từ tỉnh Bến Tre đã kết nối cùng với chương trình. Và trước khi mà chúng ta nói lời tạm biệt với các bạn thính giả của Đài Phát thanh Vĩnh Long, thì không biết là nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân còn một cái lời nào gửi đến các bạn thính giả nữa không ạ? À? Và xin mời nhạc sĩ Vũ Minh Đức ạ. Minh Đức cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và dành những tình cảm rất là yêu quý cho Minh Đức cũng như những ca khúc, những sáng tác Minh Đức trong album Mẹ là cánh trời yêu thương. Minh Đức cũng sẽ cố gắng để viết nhiều ca khúc hay hơn nữa để gửi đến khán giả Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung. Và chúc mọi người cùng có một ngày thật là vui và ấm áp. Vâng, rất là cảm ơn nhạc sĩ Vũ Minh Đức, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng chúc nhạc sĩ Vũ Minh Đức sẽ có thật nhiều sức khỏe và cũng như là trong thời gian tới sẽ có thêm thật nhiều sáng tác có ý nghĩa để gửi tặng các bạn khán thính giả gần xa. Còn bây giờ thì ca sĩ Hà Vân xin mời chị gửi những lời chào tạm biệt đến các bạn thính giả của Đài Phát thanh Vĩnh Long ạ. Vâng ạ, Hà Vân xin cảm ơn chương trình từ ngày hôm nay đã có lời mời để Hà Vân cùng giao lưu, trò chuyện cũng như là chia sẻ đến quý vị khán thính giả gần xa những album mà những cái dự án của mình vừa mới phát hành. Và rất là mong rằng là với những album, những ca khúc mà Hà Vân đã thể hiện sẽ luôn nhận được nhiều tình cảm yêu thương của tất cả quý vị khán giả gần xa. Và Hà Vân cũng xin chúc cho tất cả quý vị, chúc các anh chị trong chương trình sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Hà Vân xin cảm ơn rất nhiều ạ, và xin hẹn gặp lại ạ. Đang đến tham gia chương trình, và hy vọng là với những dự án âm nhạc sắp tới thì trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc sẽ được gặp lại nữ ca sĩ Hà Vân để chị có thể chia sẻ về những bài hát mới của mình. Và các bạn thân mến, mặc dù là bạn Minh Tý không kịp gửi lời chúc mừng đến ca nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng như là ca sĩ Hà Vân, nhưng mà ngay bây giờ thì Kim Cương, Thu Quế cùng xin mời các bạn thính giả của chương trình sẽ được lắng nghe ca khúc Mẹ là cánh cò yêu thương, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Hà Vân. Trẻ thơ lòng mẹ chợt vui, nắng sớm theo mẹ đường xa, nắng khuya dáng mẹ tạo tần niềm vui các con. Mẹ đem một nắng hai sương đưa xa chợ đồi, làm dầm sương bây giờ mẹ hát một mai về trường. Nhịp phong đông đưa mẹ xòe bàn tay níu lấy tháng ngày vụt qua kẽ tay.
giọng mẹ giờ xuống đâu rồi lời ru quang gánh rong ruổi vì đàn con đến đây lưng mẹ đã còng con dìu mẹ đi chậm chậm mẹ ơi như thời con bé con tập đi mẹ xin mẹ yêu con sớm nắng chiều mưa bao gian khó mẹ yêu con thao thức đêm dài giấc ngủ con tròn mẹ yêu con thân cò dầm sương bây giờ mẹ một mai